thành viên ban kế toán FLC bị bắt. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC bị bắt với cáo buộc giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Ngày 4 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Huế bị khởi tố tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán. Đây là diễn biến mới khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC. Trước đó, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết là người đầu tiên trong vụ án bị khởi tố tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán. C01 cho hay việc làm của những người này gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tập đoàn FLC sau đó ra thông báo vụ án liên quan việc cá nhân của ông Quyết trong giao dịch, bán chứng khoán. Tập đoàn không phải là chủ thể có liên quan, nên việc này không làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong kinh doanh sản xuất. Hiện tại, ông Đặng Tất Thắng, người đang là Phó Chủ tịch FLC và Bamboo Airways, đảm nhiệm vai trò chủ tịch ở cả hai doanh nghiệp thay ông Quyết. Vụ án khiến Chủ tịch FLC và những người khác bị điều tra, bắt nguồn từ việc chiều ngày 10 tháng 1, ông Quyết bị phát hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước đó. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 1 ra thông báo hủy bỏ giao dịch này, biện pháp chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua. Ngày 17 tháng 1, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch trong vòng 5 tháng. Hồi tháng 11 năm 2017, ông Quyết trừng phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường. Sau những sai phạm trên, ngày 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường. Các lãnh đạo liên quan như là ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, khởi nghiệp với nghề luật sư, sau đó thành lập thương hiệu FLC. Sau 10 năm, vốn điều lệ của FLC đạt 10.500 tỷ đồng vào đầu năm 2021. Tính đến tháng 1 năm 2022, Chủ tịch FLC sở hữu khoảng 215 triệu cổ phiếu FLC, tương đương khoảng 30% vốn, cùng hàng chục triệu cổ phiếu tại các công ty thành viên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.